Sau cùng thì những nụ cười vẫn là điều còn lại của mỗi trận bóng đá. Và đó là điều mà chúng ta luôn chờ đợi ở những trận đấu như thế này, đặc biệt là một trận chung kết World Cup. Đây là Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và phía sau ông là Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff. Rất nhiều những nhân vật quan trọng đều đã xuất hiện ở trong trận đấu chung kết này tại sân Maracana. Và đây là Lionel Messi. Cầu thủ đã không thể có được danh hiệu vô địch thế giới dù rằng anh đã ở rất gần với danh hiệu đó. Chúng ta đang đến với lễ trao giải dành cho hai đội bóng xuất sắc nhất tại FIFA World Cup 2014. Đây là Manuel Neuer, thủ môn đã thi đấu cực kỳ thành công tại World Cup năm nay và là một chốt trận rất an toàn của đội tuyển Đức. Trong trận chung kết này chúng ta cũng đã thấy được điều đó. The Adidas Golden Glove Award, honor to the most outstanding goalkeeper of the tournament. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với Maracanã để theo dõi lễ trao giải của FIFA World Cup năm 2014 và danh hiệu dành cho thủ môn xuất sắc nhất. Đội găng tay vàng tất nhiên phải thuộc về Manuel Neuer. Một chiến thắng gần như là hoàn hảo ở kỳ World Cup lần này với các cá nhân và với tập thể của đội tuyển Đức. Không thể hiện quá rõ ở những pha cản phá trong trận chung kết này, nhưng cái bóng của Neuer trong khung thành cũng đủ để khiến cho nhiều chân sút của đội tuyển Argentina phải chùn chân. Danh hiệu quả bóng vàng tại kỳ World Cup lần này được trao cho Lionel Messi. Một giải thưởng có lẽ không đủ để làm xua đi nỗi buồn đối với Lionel Messi, nhưng nó vẫn là một giải thưởng để ghi nhận tài năng của anh. Đã có 4 bàn thắng thuộc về Lionel Messi ở World Cup lần này. Đội tuyển Argentina cũng đã vào hướng trận chung kết, nhưng người ta vẫn sẽ nói nhiều đến việc Messi có bao giờ bằng Maradona không, khi mà Messi chưa có được cúp vàng thế giới. Dù vẫn biết rằng so sánh giữa những cầu thủ thuộc những thế hệ khác nhau là luôn luôn khập khiễng, luôn luôn không thật sự chính xác. Nhưng nếu như Messi không có được chức vô địch cho Argentina ở cúp thế giới, anh vẫn có thể là một số 10 không thật sự hoàn hảo trọn vẹn như Diego Maradona. Messi đã có đủ những danh hiệu ở cấp câu lạc bộ. Những trận chung kết Champions League luôn là sân khấu của anh. 2009, 2011. Nhờ cấp độ đội quốc gia thì lại rất khác. Còn đây là phần thưởng dành cho tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu này. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này là những người Italia, trọng tài chính là ông Rizzoli. Ông Rizzoli đã điều khiển tổng cộng 4 trận đấu ở FIFA World Cup 2014, trong đó có 3 trận đấu của đội tuyển Argentina. Kỷ lục về việc một trọng tài có số lượng trận đấu điều khiển ở World Cup nhiều nhất thuộc về trọng tài Ravshan Imatov, người Uzbekistan. Trọng tài người Uzbekistan này có được kỷ lục 5 trận điều khiển ở World Cup 2010, ngang bằng với thành tích của ông Achundia, người Mexico, và ông Elizondo, người Argentina, với những lần điều khiển ở World Cup 2006. Người ta vẫn thấy ở các cổ động viên xứ Tango sự lạc quan, tin tưởng. Đó cũng là một sự ghi nhận cho những nỗ lực của Messi và các đồng đội ở kỳ World Cup lần này, thì cũng đã có những trận đấu điệu Tango mang đến cảm xúc cho những người hâm mộ, và cũng có cả những trận đấu mà Sabella để lại dấu ấn chiến thuật của mình để đưa đội bóng đã từng 2 lần vô địch thế giới tiến tới trận chung kết hôm nay.
đội tuyển Argentina với ngôi sao Lionel Messi chói sáng trên bầu trời Brazil năm 2014 đã chơi ngày một hay. Và ngay trong trận đấu cuối cùng, trận chung kết này thì họ cũng đã có những khoảnh khắc đủ để đem đến sự tiếc nuối thực sự. Lẽ ra họ cũng đã có thể là những người cuối cùng lên nhận giải chứ không phải là những người Đức. Nhưng bóng đá là như thế, một trận chung kết thì luôn vẫn phải có những người thất bại. Hai đội đã từng hai lần gặp nhau trong các trận chung kết World Cup, khi đó tỷ số là 1-1. Với chiến thắng một lần thuộc về Maradona và các đồng đội, và chiến thắng một lần thuộc về đội tuyển Đức. Hôm nay thì đội tuyển Đức đã vươn lên. Những người sẽ rất tiếc cho thất bại ngày hôm nay của Argentina chưa hẳn đã là Messi. Sự nuối tiếc dành rất nhiều cho Gonzalo Higuain, cho Palacio, những người đã có những cơ hội không thể lý tưởng hơn để có thể đã thay đổi lịch sử bóng đá Argentina và nối dài những chuỗi ngày thất bại của bóng đá châu Âu ở châu Mỹ. Cầu thủ của đội tuyển Argentina tham dự trận chung kết năm 2014 gồm có số 1 thủ môn Romero, cầu vệ Demichelis, Zabaleta, Garay và Rojo. Các tiền vệ gồm có Mascherano, Biglia, Perez. Cầu thủ tấn công gồm có Messi, Higuain và Lavezzi. Những người đã vào sân từ ghế dự bị của đội tuyển Argentina trong trận chung kết là Palacio và Agüero. Huấn luyện viên Sabella sẽ tạm biệt đội tuyển Argentina sau World Cup lần này. Những dấu ấn mà huấn luyện viên này để lại với đội tuyển Argentina là rất rõ rệt. Có lẽ đội tuyển Argentina sẽ còn phải gặp nhiều khó khăn hơn nữa trong việc tìm ra một nhà chiến lược mới để hướng tới những đỉnh cao trong tương lai. Và ngay sau đây sẽ là lễ trao huy chương vàng và cúp vàng vô địch thế giới cho đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức. Đội tuyển Đức bây giờ đã khác rất nhiều so với đội tuyển Đức của ba chiếc vô địch thế giới trước đây. Nhưng hình ảnh của Schweinsteiger với một vết xước trên mặt vẫn cho thấy rằng đội tuyển Đức vẫn còn đó trong họ hình ảnh của những chiến binh. Thực tế thì nếu không có tinh thần của các chiến binh, có lẽ đội tuyển Đức đã thay đổi lối chơi của mình sau quá nhiều lần thất bại rồi. Với tinh thần đó thì họ đã tiếp tục xây dựng lối đá, kiên trì với lối chơi để bây giờ họ được hưởng thành quả. Ở World Cup 2014 thì đội tuyển Đức đã chơi 7 trận và chỉ hòa trong trận đấu duy nhất ở vòng bảng trước Ghana với tỷ số 2-2. Trước đó thì họ đã có một sự khởi đầu như mơ trước đội tuyển Bologna của Ronaldo với chiến thắng 4-0, trong đó có một hat-trick của Müller và bàn còn lại thuộc về Hamel. Ở trận hòa Ghana, họ có bàn mở tỷ số của Wesser và pha gỡ hòa 2-2 của Klose. Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, đội tuyển Đức bằng bàn thắng duy nhất của Müller đã giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng. Ở vòng 2, đội tuyển Đức đã có một trận đấu rất khó khăn trước đại biểu của châu Phi là Algeria và phải đến những hiệp phụ họ mới có được những bàn thắng để vượt lên của Schürrle và Özil. Ở vòng tứ kết trước đối thủ láng giềng là đội tuyển Pháp, đội tuyển Đức đã có chiến thắng với tỷ biệt tối thiểu bằng bàn thắng duy nhất của Hummel cũng với một cú đánh đầu. Trong trận bán kết, đội tuyển Đức đã tạo ra cơn địa chấn lớn nhất ở World Cup lần này khi vượt qua đội chủ nhà Brazil với tỷ số cách biệt là 7-1. Trong trận đấu đó, Müller là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số, tiếp theo là Klose, cú đúp của Cruz, bàn thắng của Khedira và cuối cùng là cú đúp của Schürrle. Và trong trận chung kết mà chúng ta vừa được theo dõi, Philipp Lahm và các đồng đội đã gặp phải một đối thủ thực sự là xứng tầm. Họ đã rất vất vả để có thể có được chiến thắng trước Argentina, nhưng rõ ràng đây là một chiến thắng cực kỳ xứng đáng. Bàn thắng duy nhất trong trận chung kết của Mario Götze đã đem đến đỉnh vinh quang cho Joachim Löw và các cộng sự. Đội tuyển Đức đã có chiếc vô địch thế giới lần thứ 4. Và nếu nhìn lại chặng đường đã qua để bước tới vinh quang hôm nay thì chắc chắn là bóng đá thế giới sẽ học hỏi được rất nhiều từ bóng đá Đức. Từ thất bại của Euro năm 2000 thì ngay cả những câu lạc bộ hạng nhì của nước Đức cũng có những học viện đào tạo, và trên cơ sở đó thì bây giờ bóng đá Đức có rất nhiều những tài năng ở các vị trí khác nhau để có thể thực hiện những ý đồ về lối chơi, về lối đá mà họ triển khai cho đến lúc này.
Chiếc cúp vàng đang nằm trong tay của tổng thư ký FIFA ông Jerome Walker. Tại sẽ là câu chuyện để các cầu thủ hiện tại và những cổ động viên cuồng nhiệt bóng đá Đức kể mãi về sau như là một trong những điển hình cho cách làm bóng đá và cách kiên trì với một lối chơi đã lựa chọn, với một con đường đã đi. Đội hình của đội tuyển Đức chơi trong trận chung kết trận đấu cuối cùng của World Cup 2014 gồm có thủ môn Manuel Neuer, cao vệ Philipp Lahm, Boateng, Hoiberg và Hummel. Các tiền vệ gồm có Schweinsteiger, Wiesin, Kroos, Müller và Kramer. Tiền đạo duy nhất của họ là Miroslav Klose. Cầu thủ đã vào sân thay người bên phía đội tuyển Đức trong trận chung kết gồm có Schürrle, Wetzel và Mertesacker. Huấn luyện trưởng của đội tuyển Đức tại FIFA World Cup 2014 là ông Joachim Löw. Ông Joachim Löw đã sánh ngang với thành tích của những tiền bối như Sepp Herberger, người vô địch World Cup năm 54, Helmut Schön, vô địch năm 74 và Franz Beckenbauer, vô địch World Cup năm 1990. Ở World Cup lần này thì đội tuyển Đức đã sử dụng tổng cộng 18 cầu thủ. Có 5 cầu thủ không được ông Joachim Löw sử dụng bất cứ một phút nào. Đó là Kroos, Kroos, Ginter, Ziller, thủ môn dự bị, tiền vệ Dum và thủ môn dự bị Weidenfeller. Vậy là thánh đường Maracanã huyền thoại trở thành nơi tôn vinh đội tuyển quốc gia Đức với đỉnh cao thế giới mà họ chinh phục thành công. Và đáng nói đây đã là lần thứ 3 liên tiếp chức vô địch thế giới thuộc về một đại diện châu Âu kể từ lần gần nhất Brazil chinh phục đấu trường này. Và có lẽ đây cũng lại là lúc người ta phải tính lại về cách phát triển bóng đá ở hai khu vực luôn cạnh tranh quyết liệt với nhau là châu và Nam Mỹ. Có lẽ cách làm bóng đá khoa học dựa trên những chiến lược bài bản đang tạo ra một khuynh hướng thành công hơn với thế hệ của đội tuyển Đức hiện tại, với lối đá tiki taka trước đó của đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bóng đá Nam Mỹ, họ có lẽ không thể trông chờ mãi vào những ngôi sao đường phố như Brazil và cũng không thể trông chờ mãi vào những người tạo ra sự khác biệt lớn bằng một con người thôi thay đổi được cả một đội bóng như Diego Maradona trước đây. Cần phải nhìn lại về cách làm bóng đá và phát triển bóng đá ở hai khu vực này. Và những thất bại như của Brazil trước đội tuyển Đức sẽ lại càng gióng thêm một hồi chuông như vậy về sự phát triển bóng đá ở khu vực Nam Mỹ. Những chùm pháo hoa tuyệt vời trên bầu trời Rio de Janeiro, trên sân vận động thánh đường bóng đá thế giới Maracanã đã khép lại một kỳ World Cup tuyệt vời. Một cái kết hoàn hảo cho ngày hội của bóng đá thế giới khi đội tuyển Đức đăng quang. Xin chúc mừng các cầu thủ Đức một lần nữa. Xin cảm ơn bóng đá. Xin cảm ơn một mùa hè có thể nói là rất ấn tượng ở Brazil. Xin cảm ơn tất cả. Và cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn với 64 trận đấu cùng series chương trình bình luận tường thuật và rất nhiều chương trình đồng hành khác của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi một mùa giải mới ở cấp câu lạc bộ với thêm những ngôi sao đã lấy bàn đạp ở kỳ World Cup lần này và tỏa sáng. Cảm ơn các bạn và bây giờ sẽ là chương trình bình luận sau buổi lễ trao giải.